Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 35 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2014 đối với ông Trịnh Văn Chiến do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 992 ngày 3 tháng 10 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quyết định 35 có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 2024. Trước đó, tại phiên họp ngày 28 tháng 7 2023, khi xem xét kỷ luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2020 và các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020. Theo Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc trong việc cho chủ trương đầu tư, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch một số dự án sử dụng đất của công ty cổ phần tập đoàn FLC, cho chủ trương phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư công thuộc đề án thành phố thông minh, trong quản lý sử dụng đất và thực hiện dự án Hạc Thành Tower, trong công tác cán bộ, trong lãnh đạo công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiểm tra, giám sát để đoạn đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư khẳng định vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước. Nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Đối với ông Trịnh Văn Chiến, Bộ Chính trị khẳng định ông Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Tiếp đó, ngày 2 tháng 10, 2023, tại Hội nghị Trung ương 8, Trung ương Đảng đã quyết định cách tất cả chức vụ trong đảng đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Tối 29 tháng 12 năm 2023, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Theo nguồn tin, ông Chiến bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower. Trước đó, tại hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Liên quan vụ án Hạc Thành Tower, trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và nhiều bị can khác như Cù Đình Hiền, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bùi Văn Nam, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế Tài chính thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đinh Xuân Hướng, nguyên Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã. Chiều 2 tháng 10, 2023, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông báo cho biết, sáng cùng ngày, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Trước khi tiến hành hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng dành một phút tưởng niệm các nạn nhân không may thiệt mạng do thiên tai hỏa hoạn vừa qua và đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ mới từ trần. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngay trong phiên khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và đồng chí Trịnh Văn Chiến,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất để đồng chí Điểu Cré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Ngày 10 tháng 1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước. Năm 2023, ngành nội chính đảng và các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra. Từ đó, góp phần đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân. Trình bày báo cáo tổng kết, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết, trong năm 2023, các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã tiến hành 212 cuộc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra các chuyên đề vụ việc theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương và các cơ quan chức năng ở Trung ương. Qua đó, có 260 vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực được đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Tính từ khi thành lập đến nay, đã đưa 679 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi chỉ đạo. Các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng, tăng gần 2 lần so với năm 2022. Trong đó, có nhiều người là cựu bí thư, chủ tịch tỉnh. Đặc biệt, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực tồn động kéo dài đã được chỉ đạo xử lý. Nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, kết quả đó đã khẳng định sự chuyển biến rõ nét, bước tiến mới trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương cơ sở, khắc phục càng hiệu quả tình trạng trên nóng dưới lạnh. Giờ đây trên nóng và dưới cũng đã nóng lên rồi. Với ngành nội chính đảng, trong năm 2023 đã sâu sát, cụ thể và quyết liệt hơn trong tham mưu đưa vào diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, cũng như về chủ trương định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Việc này vừa đảm bảo nghiêm minh nhưng cũng nhân văn thuyết phục, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.